Các chuyên gia ngành nông nghiệp cảnh báo các nông dân châu Phi không nên hy sinh an toàn thực phẩm trong khi sản xuất nhiên liệu sinh học cho ngành hàng không. Trong khi thế giới và ngành công nghiệp hàng không chuyển sự chú ý sang các nguồn nhiên liệu bền vững hơn đã dẫn đến các cuộc tranh luận về việc làm thế nào để sản xuất nhiên liệu sinh học mà không ảnh hưởng đến an toàn lương thực. Việc canh nông các loại cây trồng nhiên liệu sinh học như cây dầu mè và sắn có khả năng tạo ra một thị trường mới cho người nông dân châu Phi. Các báo cáo của các chuyên gia hàng không cho biết nhiên liệu sinh học có thể làm giảm lượng khí thải CO2 và cắt giảm một cách đáng kể chi phí nhiên liệu, đã làm gia tăng dư luận xung quanh các nhiên liệu thay thế. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng có một nguy cơ, các loại cây trồng cho nhiên liệu sinh học chiếm mất đất đai có thể được sử dụng cho các loại cây trồng thực phẩm và việc tàn phá rừng nhiệt đới để lấy đất cho các loại cây trồng nhiên liệu sinh học gây nhiều thiệt hại hơn so với những lợi ích carbon thu được từ việc sử dụng nhiên liệu sinh học. Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là IFAD, cũng khuyên nên cẩn thận. Theo người đứng đầu Quỹ ban Chiến lược Phát triển của IFAD, ông Carlos Serre, thì còn rất nhiều nghiên cứu cần phải được thực hiện. Ông nói, nhiên liệu sinh học chủ yếu là một cách khác để sử dụng đất trồng trọt thay vì trồng các loại cây nhằm bảo đảm an toàn lương thực. Và đây là một mối quan tâm lớn trên thế giới. Các loại cây trồng cho nhiên liệu sinh học thế hệ đầu tiên bao gồm ngũ cốc, bắp, phần lớn đến từ Hoa Kỳ và các loại cây dầu ở châu Âu đã ảnh hưởng đến các thị trường lương thực, dẫn đến việc giá lương thực gia tăng mạnh. Do vậy, cần có sự hiểu biết tốt hơn về mối liên hệ giữa thị trường nhiên liệu sinh học và thị trường lương thực. Một cuộc hội thảo về làm thế nào để phát triển nhiên liệu sinh học hàng không một cách có lợi cho nông dân ở các nước đang phát triển đã diễn ra ở Rome vào tuần trước. Ông Serre cho biết đây là một quá trình rất phức tạp, có liên quan đến an ninh lương thực, sử dụng đất, quyền sở hữu đất, việc làm và đầu tư. Có rất nhiều các bên liên quan và trong quyết định phức tạp này, tất cả các bên đều phải có tiếng nói. Một phần đặc biệt quan trọng là phải có ý kiến của những người nông dân, bởi vì họ là những người sẽ đặc biệt bị ảnh hưởng bởi các thay đổi này. Các nhóm bảo vệ môi trường nói rằng nhu cầu cho nhiên liệu sinh học dẫn đến tình trạng chiếm đất ở châu Phi với ít nhất 5 triệu hecta đất đã bị mua lại bởi các công ty nước ngoài trong năm 2010, phát triển các loại cây như mía, cây dầu mè và dầu cọ trong 11 quốc gia.